Khuyến khích sinh viên yêu cầu giúp đỡ. Tên tôi là Shannon Badcock. Tôi dạy ở khu học xá Tonsley của trường dạy nghề thép thuộc bang Nam Úc. Tôi dạy khoa điện lạnh, chuyên môn của tôi là thợ điện. Vì vậy, chúng tôi dạy cùng chương trình với chương trình dạy thợ điện. Chương trình chủ yếu tập trung vào toán và có rất nhiều lý thuyết, nên có lẽ nó được xem là một trong những ngành học hàn lâm hơn cả so với các ngành và các môn đào tạo nghề khác. Tôi luôn nói với sinh viên của tôi là nếu các em muốn bị ai đó đấm vào đầu, hãy làm cho người đó cảm thấy ngu ngốc. Vì rất nhiều học viên của chúng tôi như vậy. Cho dù họ là thợ xây, thợ mộc hay thợ điện, họ luôn cảm thấy họ như không đủ thông minh để học đại học, luôn có một cái chút gì đó mang trên vai vậy. Khi bạn có thể kéo những học viên đó ra một chỗ và nói, này, tôi không ở đây để làm cho các cậu cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Tôi hiểu rằng đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với ai đó trên cương vị của chúng tôi, vì bạn sẽ kiếm tiền nhiều hơn so với hầu hết những người bạn thông minh của bạn. Nhưng bạn cần có khả năng nhận biết vấn đề của bạn là gì và bạn cần biết yêu cầu giúp đỡ. Một trong những vấn đề lớn nhất của chúng tôi vượt qua là rất nhiều sinh viên của chúng tôi không muốn yêu cầu giúp đỡ. Trong mấy năm cuối ở trường, họ rất trầm và chỉ ngồi ở trong góc lớp. Và đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải vật lộn. Chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên của chúng tôi không hiểu thì phải hỏi và nói em không hiểu. Video này được sản xuất phục vụ cho chương trình nâng cao nhận thức hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong kho tư liệu VET. Để có thêm thông tin, xin truy cập vào địa chỉ www.disabilityawareness.com.au.